Rồi hiện tại đang lên bò giao khách nè cô chú chị. Đó, cặp bò cặp mấy triệu nè. Bây giờ khách ha. Con có hâm con không cặp hâm mấy triệu, cặp hâm mấy triệu à. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay em gửi cô chú chị mình ảnh của hai con đực kem ha. Đó, này là một con kem đỏ nè cô chú chị. Đó, con đó là kem F2 ha. Đó, một đây là một con 9 tháng, con F2 này 9 tháng, còn con này thì 10 tháng của chú chị. Đó, hai con này thì được lỡ ha, lỡ bò rồi. Con này là chiều cao 1m89 tới 1m3. Còn con này 1m23 tới 1m22, 1m23 của chú chị. Đó, nhưng hai con này thì xương sóc khỏi nói luôn. Con F2 này thì xương sóc. Nó hết biết dạng xương sóc luôn của chú chị. Đó thì của chú chị nào muốn mua hai con bò này cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Đây mặt mày nè. Đó, nhìn mặt cũng biết lỡ bò rồi ha. Đó thì hai con bò này chủ nhà cũng bán giá là 45 triệu. Đây lưng nè cô chú chị, lưng thì lưng đôi ha. Đó mặt mày nè, có hai mặt mày nè cô chú chị. Đó. Xương sóc thì khỏi nói luôn, hai con thì đều móng sò hết cô chú chị. Không có con nào bị ốp xe là xuống súng xuống ruột gì. Đây xương sóc nữa nè. Đó hai con này giá là 45 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Đây con F2 nè, cấp bình nè cô chú chị, thấy cái dàn cổ của nó nè, nó dài đoạn thì khỏi nói luôn, lực thì hết biết giờ lực luôn cô chú chị. Chân móng nè, đó chân móng sò ha, chân móng sò cầm đứng thẳng đó. Đít tu thì khỏi tối luôn cô chú chị. Đó hai con này thì lỡ bò. Đó giá là 45 triệu thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà của chú chị điện trực tiếp ha. Nó em lấy hết tướng bò nè. Nó cấp mình dài rồi. Bò lưng đôi. Đó hai con được lỡ. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Ừ. Con này thì cao 1m29, 1m3. Con này cao 1m22, 1m23 của chú chị. Nó tướng tái cấp mình là khỏi chơi luôn ha. Con F2 này là dàn xương sóc, nó xương sóc cối luôn. Con F2 này xương sóc cối luôn nha cô chú chị. Đó, hai con giá là 45 triệu. Đó giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Nói chung là tiếp viên này tương lượng sáng giá cho bà con mình hết rồi. Đó. Đây, này kem đỏ ha. Đuôi đỏ tươi nè. Đó, tướng tá cấp mình nè, thấy lực lạc khỏi nói luôn. Đó thì bò này thì anh chủ nhà chích người diễn ra nó cục rồi thì bà con mình về khỏi chích lại ha. Đó. Tại lúc này bò đực rẻ mấy triệu con. Đó bà con nào muốn mua bò mình nuôi vỗ béo á. Tại lúc này mình mua nó lời được mấy triệu con nè cô chú chị. Đó. Mặt mày nè, cấp mình nè, dài đòn ha. Lông da con này thì F1, còn con bên kia thì F2. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Nó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin xuống chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp. Đó, chân móng không có bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Cấp mình thì khỏi nói luôn cô chú chị. Có phai này cấp mình thì khỏi nói luôn. Xương sóc to nè ha. Hai con thì đều xương sóc to cô chú chị. Đó. Tướng tá cấp mình nè, thật là khỏi nói không. Cái ngang của nó nè, cái đít nè, cái lưng thì lưng đôi ha. Đó, cái dần dài của con F2 này thì khỏi nói luôn của chú chị, cấp mình nè. Đó. Dần dài cấp mình thì khỏi nói luôn, cái ngang của nó cũng nè, cái đít nè. Thì coi cái đít của nó nè. Hết mình ơi. Đó. Giá là 45 triệu. Có thì của chú chị là thứ hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Đây lưng nè. Đó con chú chị. Đó hai con này giá là 45 triệu nè. Thì của chú chị là thứ hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Nó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi.
đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai đực này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, hai con giá là 45 triệu, đó một con 9 tháng một con 10 tháng tuổi, nó lỡ bò lứa bò của chú chị. Đó, cấp mình nè, con này thì chiều cao 1m29 tới 1m3, còn con này chiều cao 1m22 tới 1m3, tí 1m22 tới 1m23, nó giá là 45 triệu. Đó, cấp mình thì khỏi chơi hen, lực lạc thì khỏi nói luôn nè, cái ngang cái lưng nè chú chị coi cái dai đó nè, đó thấy con F2 cái dàn dai của nó nè, hết biết không. Còn con này cấp mình nè, dài đòn, lông nhuyễn da mỏng, nó tướng tá lực lạc ha, lỡ bò hết rồi. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai đực này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình hình ảnh của hai con đực ha. Đó đây một con pháp kem, một con kem đỏ của chú chị. Đó bò này thì 6 tháng mấy, 7 tháng tuổi nè. Nó nói chung thì bò này thì chiều cao nó là một con 1m2, một con 1m22. Đó con đỏ là 1m2, con này là 1m22 này của chú chị. Đó hai con này thì xương sóc thì khá to ha. Đó nói chung thì nó cũng gân gân bò chứ không lực hung. Cái con đỏ thì nó lực lạc hơn con trắng thì bị bò này có cọp lại của chú chị nên nó cũng xúc sữa mẹ nên nó hơi gân gân. Đó thì hai con bò này anh chủ nhà cũng bán giá là 37 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, con đỏ nó còn lực lạc ha, cấp mình thì rất hay. Đó, còn con pháp kem này nè, nói chung thì hai con bò này thì không tàn không xương nó có, thì hàng xương sóc nó có của chú chị, nhưng mà chủ nhà cọp sớm á. Đó, cọp nay khoảng 10 bữa nửa tháng nên nó bị xúc sữa nên nhìn nó hơi gân gân. Đó, nhưng mà xương sóc nó to, nó sao mình nuôi cũng vẫn lên bò bình thường ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, hai con này thì anh chủ nhà muốn bán với giá là 37 triệu. Đó, thì cô chú anh chị nào muốn thương lượng tiền xe tiền cọ với chủ nhà thì cứ điện cho em, rồi em sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình thương lượng tiền xe ha. Đó thì anh ấy là cái giá 37 triệu này thì anh còn thương lượng chút xíu tiền xe cho cô chú chị nào ở xa đó. Nhưng mà cô chú ít chứ không được nhiều nha cô chú chị. Này. Đó xương sóc hai con nè, móng thì đều móng sò ha. Nó móng sò cùm nướng thẳng, xương sóc thì cũng khá to nè cô chú chị. Đó nói chung thì nó cũng hơi gân gân bò chứ không được bóng bẫy hung. Đó. Đây đó, móng thì móng sò ha, xương sóc thì khá to. Đó, hai con này thì ăn uống mạnh nó cứng rồi cô chú chị. Nó tại vì ảnh cột nên cũng 10 bữa nửa tháng nên nó xúc sữa mẹ nên nó hơi gân gân lại nè. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Nó giá là 37 triệu em, anh còn thương lượng chút xíu tiền xe cho cô chú chị nào ở xa đó. Đó, hai con này thì không tàn không xương có. Đó, thì nói chung thì xương sóc có tàn có thì mình nuôi sao nó lên bò thì cũng đủ thịt bình thường của chú chị. Đó thì bò này ảnh có chích ngừa viêm da nó cục đầy đủ rồi, bà con mình về khỏi chích lại ha. Đó, hai con giá là 37 triệu của chú chị nào thứ hai ưng hai bò này cứ liên hệ xuân thòm để tường hình. Đó, hai con này thì đều ruột trụi của chú chị. Đó, hai con đều ruột trụi ha. Đây lưng nè. Đó, nó xúc lên nó cũng hơi gân gân bò ha. Đó, nhưng lưng nè, lưng dai là cũng nở rồi nghe của chú chị. Đó, lưng dai nở nè ha. Đó, con đỏ nè. Đó, chú chị coi nè. Đó, con đỏ nè, lưng nè. Đó, lưng dai nè. Đó, lưng dai là cũng nở ha, xương sống thì khá to. Đó, nói chung thì bò gân gân thì em bỏ bò gân gân ha, bò lực thì em nói bò lực. Đó, nhưng mà bò này gân. Nhưng mà thì dàn xương sóc nó có, sao mình nuôi vẫn lên bò bình thường như cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Hai con này giá là 37 triệu. Đó thì mai mốt thì em có chuyến giao về Sóc Trăng, Cần Thơ. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai bò này đó, mua thì có gì em sẽ tạo điều kiện em web xe cho bà con mình đỡ tiền phí ha, với Bà Rịa Vũng Tàu của chú chị đó, Sóc Trăng với Cần Thơ với Bà Rịa Vũng Tàu. Đó thì bà con nào mình ở mấy vùng đó có mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình, có gì em sẽ tạo điều kiện web xe cho bà con mình đỡ tiền phí. Đó, hai con này thì chiều cao là 1m2 tới 1m22, nó cũng lớn bò này nghe cô chú chị. Đó, tại vì khung tàn khung xương của nó có đó, sao mình nuôi vẫn lên bò bình thường.
Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình. Đó, giá là 37 triệu thì anh chủ nhà còn thương lượng chút xíu tiền xe cho cô chú anh chị nữa xa ha. Hai con thì đều ruột trũi tao nghe cô chú anh chị. Cáp mình nè. Cáp mình thì cũng hay ha. Đó, tướng tá cáp mình. Đó, nhưng xương sóc có. Cũng hơi gân gân bò. Đó, bò này cũng lớn rồi. Đó, mét thăm mấy hết rồi. Mét thăm mấy là bò này nếu mà nằm ở lưng nó cũng mét mười mấy của chú chị. Giữa sái á, là cũng mét mười mấy á. Mét 14, mét 15 á. Đó, nhưng em báo làm sao không? Tại vì nào em đo làm sao nên em báo làm sao, em không có đo làm trước. Đó thì hình ảnh và giá cả của hai đực này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai đực này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, giá là 37 triệu ha. Đây. Đó, đít này thì cũng nở ha. Đó, đít nở dai nở đây nè. Đít nè cô chú chị. Đó. Rồi thì hình ảnh và giá cả của hai đực này em cũng gửi đến cho cô chú chị mình xong. Đó thì em xin kết thúc video ha. Xin chào cô chú chị.